Đây là chương trình phát thanh Tiên Lãng. Đây là chương trình phát thanh Tiên Lãng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng. Hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Xã luận đoàn kết để vượt qua khó khăn. Bài dạy trẻ kỹ năng ứng phó với thiên tai. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự Thu Thanh chủ động khắc phục thiệt hại, sớm phục hồi sản xuất nông nghiệp sau cơn bão số 3. Sau đây là nội dung chi tiết.